Vâng, và ngay sau đây sẽ là những khoảnh khắc, những tấm hình thật là ấn tượng của ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời các hội viên, những người đẹp đã may mắn đạt giải, cũng như những hội viên đã đạt giải của cả hai cuộc thi áo dài phụ nữ tâm hồn Việt và khoảnh khắc ghi nhân lần thứ ba sẽ cùng lên sân khấu để chụp hình với ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời bà Xuân Hương, xin được trân trọng kính mời nhà thơ nhà báo Kim Quốc Hoa, xin được mời nhà báo Mạnh Hải, xin được mời Hoa Hậu Cao Ngọc Lam, xin được mời bà Hương Trang cũng như toàn thể các hội viên đã đạt giải lên sân khấu để chụp hình lưu niệm ban tổ chức của ngày hôm nay. Vâng, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng hòa trong không khí hân hoan rộng rã của một bài hát để cùng chào đón một mùa xuân mới chuẩn bị về trên đất nước Việt Nam chúng ta. Một mùa xuân sẽ mang tới những điều tốt đẹp nhất, mang đến những điều rạng rỡ nhất cho toàn thể các quý vị đang hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay. Vâng, xin mời toàn thể các quý vị sẽ cùng hòa nhịp với xuân yêu thương của ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời các khách mời cũng như là các hội viên sẽ lên sân khấu để chụp hình. Xin được mời các người đẹp sẽ lên sân khấu để chụp hình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng ạ, xin mời nhà thơ nhà báo Kim Hoa lên để chụp hình với những cô hoa xinh đẹp của ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời cả nhà báo Mạnh Hải đi ạ. Vâng ạ, xin mời cả hai nhà thơ lên đây chụp ảnh ạ. Vâng ạ. Vâng, xin được mời nhà thơ nhà báo Kim Quốc Hoa sẽ có đôi lời phát biểu với cả ban tổ chức của ngày hôm nay. Vâng, ngay trên sân khấu lúc này xin được mời người đẹp Nguyễn Ánh Tuyết sẽ lên tặng một bó hoa tươi thắm với chủ tịch câu lạc bộ Hoa Hương Sắc và Xuân Hương sẽ lên để nhận bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn tuyệt vời nhất đến từ người đẹp Nguyễn Ánh Tuyết.
xa. Vâng, những giây phút tiếp theo ban tổ chức xin được mời nhà thơ nhà báo Kim Quốc Hoa. Xin được các vị đại diện cho viện nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á, hội chống làm giả Việt Nam, thưa cố vấn Nghiêm Minh Hải và tất cả các anh các chị là những người đẹp, là những người giải và những người thân có mặt trong đây. Tôi xin nói đôi lời thế này ạ. Sở dĩ tôi thì là chủ tịch cái hội thương hội Việt Nam, nhưng mà đồng thời là một cái người sáng lập cái trung tâm thơ Bắc Việt Nam. Tôi trên này nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Vũ Đức Chiên là ba người sáng lập thành lập cái trung tâm thơ của Bắc Vạn Xuân và cách đây 2 năm rưỡi. Và sau khi thành lập cái trung tâm này thì 3 năm sau là tôi với tư cách phó giám đốc thường trực anh Bằng Việt để làm giám đốc cái trung tâm này, thì tôi có ký quyết định thành lập cái câu lạc bộ mang tên là Ban Hương Sắc. Bản thân chị Thu Hương hay là Diệp Xuân Hương đấy vốn là một cử viên văn hóa, cho nên là thành lập cái câu lạc bộ này lấy cái tên này đó cũng rất có ý nghĩa. Hoa nó biểu tượng cho cái gì là mùa xuân đất nước vẻ đẹp của dân tộc của đất nước, mà hoa thì thường là tỏa hương và toát ra cái sắc đẹp. Hôm nay có thể nói rằng là nó thể hiện cái bản chất, cái ý nghĩa, cái cốt lõi của cái câu lạc bộ Hoa Hương Sắc là như thế. Và trong trung tâm chúng tôi thì có rất nhiều đơn vị, nhưng một cái đơn vị cơ sở hoạt động tốt nhất, mạnh nhất, đều đặn nhất chính là câu lạc bộ Hoa Hương Sắc. Thu Hương với lại Hương Trang là những người nòng cốt, với lại nhà doanh nhân Thủy Tiên vân vân, là có cố vấn của Mạnh Hải đây, thì có thể nói rằng là đóng góp một cái phần rất đáng kể chỉ trong vòng của trên dưới 2 năm. Nhưng mà thứ nhất ấy là xuất bản khá nhiều tác phẩm mang chất văn hóa cao, tức là những cái tác phẩm Hoa Hương Sắc ánh sáng nghệ thuật với những hình ảnh thơ ca của nhiều người có thương hiệu, nhiều cá nhân, nhiều nhà văn hóa, nhiều nhà trí thức và một số chị em chúng ta ở đây. Thứ hai á, câu lạc bộ này là duy nhất tổ chức thường niên, nếu như không có 2-3 năm dịch thì chắc là còn một vài cuộc nữa, nhưng mà ít ra là tôi chứng kiến là có độ 3-4 cuộc như thế này ở tại Hồ Tây, rồi thì năm ngoái nhỉ tổ chức ở đây và năm nay là tức là những cái cuộc thi, những cái cuộc thi nó mang cái tính chất văn hóa và nó toát lên cái vẻ đẹp
của con người, con người văn hóa lựa chọn ra những người có tài có sắc và có những cái ý tưởng và cơm nhau sáng giá cho đời sống xã hội. Thì đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa. Vì thế thay mặt cho Hội Thơ Vật Việt Nam và Trung tâm Thơ Vật Bãi Toàn Xuân, thay mặt các nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Tô Đức Chiến, hôm nay cả chị Dương Quỳnh Trang và các bộ văn phòng của trung tâm này đến đây dự anh em Bằng Việt và tôi đã hãy cho đến gia đình lưu chuyến để đi nước ngoài chiều về. Sau đó cho nên tôi thay mặt cho Trung tâm Thơ Vật Bãi Toàn Xuân xin được biểu dương câu lạc bộ thơ Hàn Sắc và có cái lời chúc mừng và góp phần vào tiếng nói vinh danh các bác các anh các chị là những người tham gia những cái cuộc thi có ý nghĩa này và được ban tổ chức trao giải, nó cũng mang một cái ý nghĩa xã hội và chắc chắn rằng cũng làm vui cho bản thân, cho gia đình và con cháu. Hôm nay tôi biết là có những đại biểu mang cả con trai con gái đến, cháu nội cháu ngoại của bản thân, đấy là cái niềm vui của chúng ta. Mong rằng câu lạc bộ này tiếp tục phát huy và tới đây nên phát huy và tổ chức những cuộc thi, những cuộc trình diễn. Chị ơi, chị đi lại nhiều quá, làm sao cho nó đúng bản chất văn hóa, đúng ý nghĩa là hoa hồng sắc. Xin là chân thành cảm ơn tất cả các quý vị. Vâng, xin mời nhà báo Kim và Quốc Hoa sẽ nắng lại sân khấu một chút được không ạ? Vâng ạ, xin mời cả người đẹp và Nguyễn Thị Tuyết Liên ạ. Ngày hôm nay có một vị khách quý cũng là một học trò đang chăm sóc chữa bệnh cho nhà thơ nhà báo Kim Quốc Hoa với cả người đẹp và Tuyết Liên cũng sẽ có bó hoa tươi thắm để cùng cảm ơn cũng như chúc mừng ạ. Vâng ạ, xin được kính mời. Vâng, xin mời anh Đỗ Văn Tuấn sẽ có hoa tươi thắm để chúc mừng cho ông Kim Quốc Hoa cũng như bà Bích Liên. Thank you.